Kể người ta chị, kể người ta, người ta kể. Kể, kể quên. Lẹ, lẹ. Thôi đổi đi, đổi đi, đổi khăn lên cho. Ê, nặng quá không quay được nè. Một mình tôi nổi. Trả thù đi. Ác dễ sợ ác. Yến ơi, Dũng ơi, khẩu nghiệp. Đừng tạo nghiệp. Mê ốc cay, thử ngay. Tương ớt chín xu cay gấp đôi mới. Có bao nhiêu loại rau được đặt lên trước khi cho phần nhân thịt bò vào bánh? 2 hay 3? 2. Ừ. Không chính xác. 3. Lên. Ủa sao trả lời? Ủa. Nhanh vậy? Kể người ta chị, kể người ta, người ta. Ủa, kể, kể quên. Lẹ, lẹ, lẹ. Thôi đổi đi, đổi đi, đổi thang lên cho. Ê, nặng quá không quay được nè. Một mình tôi nổi. Nặng quá. Ủa kìa, tranh thủ người khác. Cái gì đó, cái gì đó, ừ, cái gì đó. Trả thù đi. À. Anh lên nè, quay hàng khác. Bỏ bánh xuống. Rồi, lượm bánh đi. Rồi sao lấy, rồi sao lấy. Anh ta lấy, anh ta lấy. Quay nhẹ thôi, quay, quay ác quá. Nhẹ nhẹ, nhẹ thôi, nhẹ nhẹ lượm thôi. Đi, thò tay lượm, một tay ôm thôi, đúng rồi. Trả thù đi. Ác dễ sợ ác. Yến ơi, Dũng ơi, khẩu nghiệp. Đừng tạo nghiệp. Ta muốn ăn lợi. Trời, bà Yến bà hạ hê, người ta bị gì bà hạ hê ớn không? Đu hai cái chân sát vô anh, kẹp hai cái chân vô. Đúng rồi, kẹp hai cái chân vô. Trời ơi. Trời ơi, chắc đây. Trời ơi. Trời ơi. Chị dạ, chị lại đi chị. Ừ đúng rồi, giữ mà đi lại, giữ mà đi lại. Anh Khang ơi, cố lên. Em ơi, coi chừng cái mũi của em nó đập bây giờ đấy. Anh Khang ơi, cô. Tụi em không có lấy mustard, tụi em sẽ, dạ, lấy mỡ heo. Với lại mình đang còn dư điểm. Dạ, nhưng mà tụi em sẽ không có lấy. Là đang tính trước là dù thua vòng này thì vẫn thắng bên kia hả? Dạ vâng. Ghê không? Ghê không? Dù thua vòng này là vẫn thắng. Nhưng mà các bạn sai rồi. Chúng ta vòng này xong còn chơi vòng khác nữa mà. Cho dạ, chắc ăn tại video dạ, đi, không ai biết nấu ăn. Rồi, vậy bây giờ đổi gì? Mù tạc ạ. Không lấy mù tạc nữa, lấy mỡ heo. Dạ, nếu như bên đó cái gì bỏ, bỏ qua đây. Bỏ cho qua em được mà à, không. Bỏ thùng rác. Nghiệp, nghiệp là do Yến tạo với nha. Bỏ cho thùng rác, em sẽ móc thùng rác ra. Anh ơi, khét rồi, khét cho ăn, khét cho ăn. Em thật sự là không hiểu anh đang làm cái quái gì ở trong bếp. Em mới không hiểu chị đang làm cái quái gì trong bếp. Ờ, chính xác, anh cũng không hiểu. Em làm cái quái gì ở trong bếp. Em ngồi nói quá nói không à. Ờ. Em thật là chán nản đội của em phải đi qua đội khác em coi thôi. Này. Cái đó là cái kia, cái nhỏ, cái này. Gì vậy má? Kiếm xin được gì xin? Thôi đi về. Nè, bớt. Đi về đi mọi đi về người. Đi không có ai cho gì đâu. Đi về đi ai cho. Không có ai cho gì đâu, đi đi. Hồi nãy chơi hư thúi quá à. Không ai cho gì trơn á. Đi đi. Sao còn nhiều bò quá nào. Ừ, thật là phí bạp mà nó đem về mình tạm đúng rồi. Thật là làm gì vậy? Rồi, bắt cái bắt rồi, rồi rồi bu bu. Em mọi người ơi. Do duyên mình, do duyên mình. À, đội mình thì à, hai bạn nấu ăn giỏi quá, mình không cần làm gì hết trơn. Bên kia làm xong chưa? Ủa em không làm gì hết trơn hả Ri? Em không làm gì hết trơn á, em chỉ có nhìn họ làm thôi. Sướng quá vậy? Sắc quá, em sướng muốn chết luôn á. Mà ngon không? Cái đó em không biết. Đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V Channel. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapping All Star Concert, Live Concert duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Mê ốc cay, thử ngay. Tương ớt chín xu cay gấp đôi mới. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.